Hello, chào cả nhà. Hôm nay chị Jen giao nhiệm vụ Nhung Hà đi hái cải kheo. Trời ơi, kheo hôm nay là cả nhà biết làm gì không? Hái vô, đặng làm kheo powder. Kheo powder là giống như là kheo bột đó cả nhà. Bột khô á. Đó, mình sấy khô đó. Mình hái, xong rồi mình sấy. Mình lấy cái lá thôi cả nhà, không có lấy cọng nữa nha. Xong rồi cái mình sấy. Xong rồi cái mình làm bánh nè, mình nấu cháo nè, rồi bỏ vô sinh tố khi mà con mình nó không có ăn được rau củ đó, mình chuyên gia luôn, bỏ vô bắt anh chàng ăn. Tại vì nó không ăn rau rồi nhờ ơi, nên là phải dùng biện pháp như vậy không, chị chỉ nên là mình cứ việc làm vậy, nên bây giờ anh trai mình nó không sợ thiếu rau xanh nữa, tuy là hoặc là mình bẻ cái cọng tươi luôn, cái mình vô á rồi nha, mình xay chung luôn, mình bẻ chừng 3 cọng giống vậy nè, mình bỏ chung với lại sinh tố, chà, nó đâu có biết rau chậm đâu cả nhà ơi, mà con mình nó lại có rau xanh nữa, hoặc là mình mùa đông đó, nó ưng ăn sinh tố, nó thích sinh tố thì mình lại lấy cả cái bột đó đó, mình bỏ vô sinh tố cho con mình nó ăn, trời ơi đã chưa nè. Phải hái vậy đó. Chừng vài ngày sau nó lại ra nữa nhà ơi. Đất đây tốt lắm nên là nó mau ra lắm. Hái nguyên thau bự luôn vô làm kheo powder. Đã ghê hết nha. Cho cái này nó có không khí đặn cho nó lên cả nhà ơi. Đó. Đậu vua nay có bông đó cả nhà ơi. Trời ơi, ham gì đâu. À, thiếu cái chậu này luôn. Đi vô đặng cứ bỏ rô xong rồi lấy cái lá xong rồi cắt nhỏ ra xong rồi bỏ vô cái máy sấy khô nha. Mình hay làm vậy đó. Đã gì đâu. Trời cà thau luôn. Trời ơi hôm nay được cà thau đã thiệt. Chứ để hồi nó già mà nó bây giờ nó đang còn xanh á chị. Làm powder đi kiểu nó uổng. Cái chị giao nhiệm vụ cho Nhung Hà đi hái. Nhung Hà thì làm xong việc rồi, bây giờ chỉ có giúp chị hái thôi. Rồi cây này nữa là xong. Nghe kheo này nó giòn rồi nha. Hái đã tay luôn. Thôi, trời ơi, vậy chứ ít bữa nó lên súng xe nữa đó cả nhà. Máy sấy khô bằng gọi là máy sấy khô lạnh đó cả nhà. Đây là cái hiệu đây cả nhà này, đó máy sấy khô đông lạnh của ông chủ, tự nó sấy bằng đông lạnh, nó giữ được vitamin là chỉ nói là 80% luôn á, còn sấy khô bình thường á thì chỉ có 30% thôi, nó giữ lại được 30% thôi đó. Nó mắc tiền lắm mà nhà ơi, mấy ngàn đô cái máy này đó, 3-4 ngàn đô lận á. Qua mé bên đây hái măng tây cuối mùa à nhà ơi. Đợt này chắc là mùa này là coi như chị chủ chỉ ngưng luôn rồi đó. Hái mấy cái non non thôi. Chị không có còn hái nữa. Chị để tặng cho năm sau à nhà ơi. Chứ hái mãi là nó bị mất năng lượng á. Năm sau cái nó không có ra cây nữa à nhà. Nên là để hai cây này lát lấy cái cây kia cắt à, bên đây mớ nữa nè. Ừ. Rồi xong rồi cái chỉ để luôn, không có hái nữa ở nhà ơi, để luôn cho nó
ra một lứa khác. Đã chưa mọi người ơi, hám chưa? Wow, măng đây, cây măng mẹ này đó, quá chừng luôn, quá đã, quá đã. Nguyên dãy này là cần tây nè cả nhà ơi, nguyên dãy dài tút như kia luôn á. Mà bây giờ đi hái mấy cái cọng cần tây vô đặng chỉ làm súp đó cả nhà ơi. Ngồng rồi, cắt luôn. Buồn ha, lên ngồng rồi, cây này cũng vậy nữa nè. Lên ngồng rồi. Đó. Cây này cũng vậy luôn. Cắt luôn, cây nào lên ngọn cắt luôn chứ để đó. Trời ơi, cây bự ha. Một mớ nè cả nhà. Em này cũng lên ngọn luôn. Đó, cắt em này luôn. Cây này già. Lên hừ. Đó, hai một mớ. Quá, chắc là cây nào nó cũng lên ngọng hết vậy ta, buồn nhỉ. Rồi, một mớ cần tây à nhà ơi. Rồi, em này cắt em luôn. Rồi, cây này nhìn nó buồn hiu à. Cắt chị luôn đi. Cắt thêm cây nữa. Rồi trời ơi, một rổ cần tây. Mình cắt thêm hai cây nữa. Rồi một em. Em này cũng muốn lên bông luôn. Buồn ha. Rồi. Wow, cả nhà xem nè. Nãy giờ Nhung Hà thu hoạch được quá chừng cần tây luôn. Ham chưa cả nhà? Quá trời quá đó cả nhà. Chắc còn mấy chục cây cả nhà ơi. Qua bên đây hái một ít keo nè. Trời ơi, nguyên dãy keo đã chưa cả nhà. Đó, đặng vô làm mà keo á, keo powder á nha. Trời, cái lá keo nó non dễ sợ chưa nè. Hôm bữa là Nhung Hà hái mấy cái lá già đó cho mấy con dê ăn. Hôm nay thì Nhung Hà hái cái lá non rồi làm keo powder. Rồi chị chủ chỉ làm súp cái gì đó, chị nói. Trời ơi, cái lá nó non chưa. Bẻ nó giòn giòn tan đã. Qua wow, cả nhà xem dưới đó là rau dền cơm đó cả nhà. Rau dền cơm nó mọc tá lả. Trời ơi, mình chưa có kịp làm cỏ bên kia xong là bên đây nó lớn nhanh kinh khủng luôn. Trời, đang mưa luôn đó cả nhà. Nhưng mà hái cải keo giùm chị chủ nè. Hôm nay đi làm trời mưa, non quá chừng luôn. Hái được một mớ mà cần tây rồi, nguyên dãy. Ôi ôi, bên đây nó ham. Hái hết nguyên dãy này vô đẳng rồi. Làm keo powder luôn. Nguyên cái thùng đã chưa. Trời ơi, rau diền cơm nó non chưa nè. Úi trời, nó non. Bên đây nè, nó non chưa nè. Ôi, có mình Nhung Hà, trời ơi, có mấy chị ở đây thì ta nói. Đó, có chị Hiếu rồi, chị Thủy rồi đó. Trời, mình hái cho mấy chị. Mình đợi cái cây mận vàng mà nó chín á, mình rủ mấy chị lên hái cho vui. Tại là cái cây mận đó của bạn ông xã mình á, nó nhiều trái lắm mà anh có ăn đâu. Nên là mùa nào mình cũng xin cho mình hái. Thì bữa hôm mình có xin là mùa này cho bạn em lên hái cùng được không. Anh nói trời, vô tư em. Em cứ rủ bạn tới hái đi chứ anh cũng có ăn đâu, để nó rụng cũng uổng. Thế mình mừng quá chừng luôn khi năm nay là mình sẽ rủ các bạn của mình tới hái mang về ăn chứ nó rụng uổng lắm cả nhà ơi, nguyên một cây. Trời ơi, cái lá keo này nó non. Lá keo này là lá keo gì à? Gọi là narrow keo cả nhà ơi. Nó non mà xanh mướt à. Cứ hái là nó ra lá thôi cả nhà ơi. Không lá hái thì cái lá nó sẽ già đi, nhưng mà hái thì càng ngày càng non. Giống bữa hôm Nhung Hà hái mấy cái lá già đi đó,
là nó non dễ sợ luôn đó. Bạn nghe cột cột thích hết cả nhà ha. Mình thích để cải kheo. Cải kheo này với lại cải kheo xoăn á, bẻ dễ. Còn cái cải kheo mà tím tím bên kia bẻ siêu khó luôn. Bộ hôm có bạn nói là có kheo san hô nữa mà mình tìm giống chưa ra cả nhà ơi. Không biết ở đâu bán giống nữa. Thì bữa nào mình tìm kheo san hô ở chỗ nào đó mình mua mới được. Mình chưa có trồng cải kheo san hô bao giờ. Rồi, cây bên đây nữa là xong. Cây cuối cùng mà nhận. Quá chừng luôn. Nguyên dãy lại chứ. Chừng tuần sau nó lại ra quá trời luôn cả nhà. Đó. Rổ rồi, bây giờ mang vô. Mang cần cây, mang cải kheo vô cả nhà ơi. Quá trời quá đất luôn. Quay vòng vườn trời mưa cho cả nhà xem ha. Đó, quá chừng cải kheo 1000 nè, là lá bự bự. Còn cải ở bên đây là Russian kale, là cải vừa đỏ nè. À, trời ơi, quá chừng rau dền cả nhà ơi. Hái một mớ dền cơm, nắng về mình ăn. Ồ, về luộc cá núi rồi. Đó, rồi cà chua là 3 dãy cà chua. Rồi su hào nha cả nhà, đây là su hào nè. Su hào nó cũng chưa lớn lắm. Đây nè. Năm ngoái là bự dữ lắm mà năm nay thì nó chưa được lớn lắm, nó bé lớn, nó còn nhỏ nhỏ, không sao hết. Từ từ nó lớn, mình qua dựa nhà xem. Đây nữa nè. Su hào ha. Còn bên kia là củ dền đỏ, củ thì là bắp cải. Bên đó sẽ là dưa leo, mà dưa leo nó chưa có leo. Mình mới cắt cái cây này xong rồi đó. Công nhận nha, đã chưa. Bắp nào bắp nấy bự ha. Này là bắp cải nè, bắp cải. Trời trời mưa mưa này nó khoái lắm rồi nhà ơi. Đây nè. Ôi ôi, nay nó cuộn đã chứ nè. Thích dễ sợ chưa. Ô cái này sao lên bông rồi. Mấy ngày nắng nó chịu nổi lên bông rồi. Cái này đang cuộn nè. Trời ơi, mới thu nguyên một rổ đó. Nó lại lại ra xung xuê nó rồi nhà ơi. Mình nói mình xuống đây mình làm gì ta. Đây này, cỏ Nhung Hà còn chưa có nhổ kịp luôn á. Nhổ trên đó xong là mình quay một vòng lại lên trên kia nhổ tiếp. Bữa nào cũng vậy đó. Bên đây thì mới nhổ xong nè. Cái ghế còn bên đó đó cả nhà. Đó, sạch chưa. Nhổ xong cái là sạch vậy đó. Còn chưa nhổ cả nhà xem. Rồi cỏ vậy đó. Cỏ nó tốt dữ. Mai nhổ. Mình Nhung Hà làm á nên không kịp cả nhà. Hồi xưa có em, hai em kêu phụ đỡ. Ôi, nay bự chưa. Củ cải siêu to nè cả nhà ơi. Chào trên chị chủ nha. Củ bên đây cũng bự chưa. Úi ui, quá đã luôn rồi nha. Ham dễ sợ chưa. Ở đây củ tỏi. Ở đây mình xuống bên đây mình nói mình quay cái củ tỏi siêu to khổng lồ cho cả nhà xem. Ui ui, đây nè. Bự chưa. Ui ui, đây nè. Ôi ôi, mình chưa bao giờ trồng được cái củ tỏi mà bự như chị luôn á. Đây nè, ham dễ sợ chứ cả nhà. Củ tỏi bự chưa. Quá wow, chừng đó đã luôn. Lấp lại. Quá wow, mâm xôi đỏ của chị chủ đó đầu chín cả nhà ơi. Đây nè, trái quá chừng luôn nè. Ui, bắt đầu chín rồi đó. Hồng hào chưa. Thương hả. Đây nè, quá chừng tốt luôn. Đây nè. Rồi mấy chim nó ăn rồi đó nhà. Bên đây nè. Chín rồi đó, trái này là chín rồi đó. Mà ngưng tới đây thôi cả nhà ha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Ôi, ghiền quá lại sợ mấy em bắp cải nữa cả nhà. Bự ơi bự luôn đó. Rồi bye cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Đó. Rồi hoa. Hoa bên đó đó cả nhà, nguyên dãy luôn. Nó mọc dại đó cả nhà. Đẹp ơi đẹp ha. Cả giấy vậy đó. Tô sắc đẹp ơi đẹp.